Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì VNG vừa ra một tựa game mới có tên là Võ Hồn Đại Lục anh em ạ. Thì tựa game này có lối chơi khá là mới luôn, mình sẽ đi vượt ải cho anh em xem thử một phát nhé. Sau đó là mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập code cũng như là cái gift code ở thời điểm hiện tại là cái gì. Ok, bỏ qua luôn này. Đây, hiện tại là mình có thể mở được tốc độ x2. Rồi, anh em thể thấy nhìn có vẻ là đánh theo lượt nhưng không hề theo lượt anh em nhé. Vào phát là cứ tự động đánh thôi, mạnh ai là người đấy đánh, ai có skill thì cứ thì vã liên hoàn luôn, không cần phải chờ đợi. Rồi, có quả tuyệt kỹ này. Úi, lộm nhộm phết anh em ạ. Được, nhìn chung là khá là mới chứ không phải là đánh theo lượt, thì nó là một cái lối chơi rất là truyền thống rồi. Anh em thấy như nào, đánh như này khá là hay. Nhân vật thì đây phong cách kiểu anime anh em nhé. Weebu á. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại để hướng dẫn anh em cách nhập code nha. Thì ở trong này thì chúng ta không thể nào mà nhập code in-game được. Mà muốn nhập code được thì anh em cần phải truy cập vào cái trang web này giúp mình nha. Trang web mang tên là shop.vngame.com/vn. Đấy, sau đấy thì anh em sẽ ấn đăng nhập ở đây. Ok chưa? Nếu như anh em đăng nhập bằng email thì đăng nhập, còn không thì mình là đăng nhập bằng Zing ID. Có rất nhiều cách để đăng nhập nha. Đấy, hiện tại là mình đã lưu sẵn tài khoản đây rồi thì mình chỉ việc chọn thôi. Rồi, ngon ngay, xác nhận luôn. Ok, tiếp theo thì anh em sẽ lựa chọn tựa game Võ Hồn Đại Lục VNG. Rồi, tiếp theo nữa là anh em sẽ lựa chọn đúng cái server mình đang chơi, xác nhận luôn này. Ok, anh em ấn vào để sau giúp mình nha. Thì ở ngay bên dưới cái dòng thông tin nhân vật đây anh em có chữ nhập code. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhập cái code vào nha. Hiện tại thì mình mới chỉ thấy có một cái code chung thôi, đó chính là VHDLOB235 nha anh em, xác nhận. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra hòm thư ở trong game nha. Đấy, chúng ta sẽ có được 500 kim cương này. Wow, hai cái xúc xích sẽ giúp cho mình có thêm thể lực. Còn đây là cái giáo chủ đạo cụ hiếm, miễn phí triệu hồi. À, triệu hồi X10 anh em ạ. Còn đây là quà đặt mốc nha anh em. Ngon đấy. Nhận nhanh luôn anh em nhé. Wow, được đấy. Hẹn ước 5 năm đường tam. Chật anh em ơi. Thế là mình đã có tổng cộng là 25 cái vé chiêu mộ rồi. Ô, xóa nhanh luôn nhỉ. Sao không xóa nhỉ? Ủa, cái xóa nhanh nó bị làm sao ấy anh em ạ? Hơi ở Macana là tí. Bây giờ thì mình sẽ vào Võ Hồn Điện để chiêu mộ tí nha. 25 vé đúng không? Hy vọng rằng là sẽ ra một em gì đó cực kỳ ngon lành cái đạp. Piu. Được gì nào? Ây à, gia tộc đột phá với tôi là bậc A thôi. Đây rồi, mảnh linh hồn tiểu vũ với tôi là mảnh anh em ạ. X10 phân nữa đi. A cộng bá chủ đại dương. A cộng tiêm vĩ vũ yến. Trời ơi, còn lại là mảnh thôi anh em nhé. Tỷ lệ ra tướng cũng hơi khó khăn nhờ. Thốn thực sự anh em ạ. Tích lũy số lần cứ chiêu mộ 10 lần là sẽ được cái dương gì đây. À, cái gì đấy? Quà mảnh hồn sư S. Ngon rồi. Nạp 50 thì sẽ được thêm 10 cái nữa này. Ôi, cái gì đây? À, ghê vậy. Nếu như chúng ta tích lũy nạp đủ 7 ngày đúng không, thì chúng ta sẽ nhận được thêm một vị tướng SS. Quà hạn giờ, túi phúc kim cương. Rồi, trong phần túi của mình để mình xem là cái vị tướng mà mình nhập cốt nhận được ấy là vị tướng gì nha. Ô, như vậy là cái phần cốt mình nhận được là cái skin anh em ạ. Mở luôn. Skin chứ không phải là tướng anh em ơi. Thế nó mới đẻo chứ nị. Rồi, ở đây là có 60 mảnh này. Mở luôn. À, mình có thể lựa chọn này. Ồ, Chu Trúc Thanh bậc S này. Mình thấy có Chu Trúc Thanh bậc SS cơ. Ở trong phần nạp đầu ấy. Quà nạp đầu là có Chu Trúc Thanh bậc SS anh em nhé. Ok. Đâu nhỉ? Đây, nạp đầu đây anh em ơi. Siêu cấp thì chúng ta có Chu Trúc Thanh bậc SS cơ. 150 mảnh. Giải trừ và miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế. Kinh vậy, di chuyển nhanh đến mục tiêu sau lưng và giảm của mục tiêu cái gì đó. Cái này thì phải nạp vào thì mới biết được anh em ạ. Đây, mình có một cái dương này 60 mảnh, mở ra thử xem được cái tướng gì nhá. Ở đây mình thấy có chữ mới này. Có lẽ nào là tướng mới ta. Đây là một cái dương tướng bậc S, chúng ta có thể tùy chọn. Linh hồn đường tam luôn này. Đó, mình thử chọn thanh niên này xem nào. Nghe vẻ là mới mẻ thì thử luôn. Thối ra luôn nha. Ok. Không biết là 60 mảnh là đủ ghép chưa ta. Dùng luôn.
Hả? Chưa đủ à? Ở đây có đường tam này, mình sẽ triệu hồi luôn nha. Lam Hạo Vương. Ok, cũng chỉ là bậc S mà thôi anh em ạ. Ôi nhưng mà tướng bậc S thì chúng ta cần tận 120 mảnh thì mới có thể là ghép được cơ. Nhưng mà bây giờ mình mới chỉ có 60 mảnh thôi. Đồ giám hồn sư xem nào. Kích hoạt. À, ok. Cứ mỗi một lần chúng ta sở hữu tướng và trong phần đồ giám kích hoạt cái là chúng ta sẽ tăng được một chút chỉ số và lực chiến của chúng ta cũng thế mà tăng lên anh em nhé. Ok, mình đã nạp thành công 20 anh em ạ. Nhận nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ dùng kim bảo để mình đổi anh em nhé. Ok luôn. Thành công chưa nhỉ? Hình như là thành công rồi đấy anh em ạ. Lên VIP 1 rồi này. Mua luôn độc quyền VIP 1 này. Mình sẽ có thêm 120 mảnh linh hồn A Ngân để ghép được một vị tướng A Ngân nữa. Cho vào đội hình đi cho nó sướng. Đấy, bây giờ là mình có thể nhận được rồi này. Hợp lý luôn anh em ơi. Wow, linh hồn Linh Miêu triệu hồi luôn luôn. Đây rồi, Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Wow, xem ra quả skin như thế nào anh em nhá. Á chà, ngầu đấy. Giống Black Widow anh em ơi. A Ngân nữa này. Tiếp theo, đây đây, Bỉ Bỉ Đông này. Cuối cùng thì mình có thể triệu hồi được Bỉ Bỉ Đông rồi. Ok. Rồi. Nâng cấp thử Linh Miêu Chu Trúc Thanh lên xem như thế nào nha anh em. Ô, trang bị này. Không ấn vào đột phá nhanh được nhỉ? Rồi, ok, phải ấn vào hẳn cái trang bị đấy và đột phá từng cái một anh em nhé. Ủa kìa. Rồi luôn ạ. Đột phá. Eo. Cùi vậy. Sao không có cái chữ đột phá nhanh nên ấn phát là được luôn đi trời. Ảo ma Canada bác trưởng luôn. Bịp thực sự anh em ạ. Rồi, đồ giám hồn sư. Mình sẽ mở một số những cái hồn sư mình đã mở được để xem lực chiến tăng lên nhiều không. Kim cương sẽ nhận được khá anh em nhé. Kích hoạt này. 150 kim cương. Rồi, tiếp tục này. Ok, nó tự động luôn à. Nhận kim cương. À, nó tự động chuyển luôn. Mình đỡ cần phải tìm ở bên này anh em ạ. Hết chưa? À, vẫn còn. Thêm 50 kim cương nữa. Kích hoạt tiếp. Ôi, tăng được khá để lực chiến anh em ơi. Vốt áp 5 sao nhận quà. Không biết là được quà gì không, nhưng mình cứ vốt thử cái đã. Ok này. Rồi, thế có quà gì không? Ơ, có quà thật đấy. À, đủ. Được anh em ơi. Hợp lý luôn. Đấy, ít ra phải uy tín như thế chứ. Nhiều game cứ vốt xong để đấy chẳng cho gì cả. Cay vách trưởng anh em ạ. Võ hồn điện chiêu mộ phát nữa xem nào. 26 cái vé này. Chiêu mộ luôn. Xem lần này là em gì nha. Vẫn là A cộng thôi anh em ạ. Còn lại thì chỉ có mảnh tướng cam mà thôi anh em nha. Bực thế nhở, nãy giờ chưa ra một cái em tướng nào bực S ở trong này luôn á. Rồi luôn. Cay cú nhở. Tỷ lệ để ra được tướng S với cả SS là hơi căng nha. 60 mảnh nữa này. Ơ ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thế thì mình sẽ chọn nốt Bỉ Bỉ Đông để ghép thêm được Bỉ Bỉ Đông nữa. Chắc là tăng sao lên đấy. Để mình xem tăng sao kiểu gì mới được. Tăng sao là dùng mảnh hay là dùng copy đây. Ví dụ như là Bỉ Bỉ Đông rồi đi. Bỉ Bỉ Đông tăng cấp tăng sao. Ồ, ngon này. Tăng sao đây chúng ta chỉ cần dùng mảnh là được. Thế thì ok rồi. Thế thì cái dương kia mình cứ tích lũy lại. Cần em nào thì mình sẽ tăng em đấy thôi. Ví dụ như đường tam các thứ này cũng được này. Ngon ngay. Bây giờ mình sẽ đi phó bản để xem là skill của Chu Trúc Thanh như thế nào anh em nhá. Vừa này nào. Rồi, ra trận. Ấy, hồn sư đầy ra. Bây giờ mới ra được có 3 em. Ô, thì tối đa ra được có 4 em thôi à. Ấy, chà chà, căng nha. Thì bỏ bớt mấy cái bài này đi. Chơi nguyên Chu Trúc Thanh để xem như thế nào. Hồn sư chủ lực chưa ra trận á. Hả? Ai là chủ lực cơ? Đứa nào? Ai đấy? Tao mới đứa bậc A mà. Thôi kệ nó đi. Chơi nguyên Chu Trúc Thanh là được rồi. Ôi, nhìn tạo hình đẹp đấy. Nhờ. Múc luôn. Uầy.
tự động chọn mục tiêu, tấn công thằng chủ lực trước, sau đó ra đánh mấy em đằng sau. Hợp lý nhỉ? Boss viết xem như thế nào. Nhưng đúng là Linh Miêu Chu Trúc Thanh này thiên về tốc độ các anh em ạ, tốc độ cực kỳ là nhanh luôn. Và thiên về sát thủ anh em nhé. Ghê thật. Em này ngon nha. Mỗi tội là mình đang chưa biết nâng sao kiểu gì đây, khi mà chiêu mộ cái tỷ lệ nó ra tướng SS này cực kỳ là khó luôn. Mà đây là một trong những vị tướng SS nữa. Thế thành ra kiếm đâu mảnh để mà nâng sao cho em nó nhỉ. Cũng hơi khoai anh em ạ. Rồi, solo với boss thử coi. Triệu vô cực à. Thử đánh luôn này. Đau thế. Skill này công nhận là mạnh đấy anh em ơi. Com này đi vào này giai đoạn đầu là ối rồi đấy. Ok, thì đây là tựa game Võ Hồn Đại Lục mới của VinZ. Đồ họa thì anime Weibo, tuy nhiên là lối chơi thì khá là mới. Anh em nào yêu thích thì có thể tải về trải nghiệm thử xem như thế nào nhá. Link tải game mình có thể luôn dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận nha. Tóm giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.